Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin sai lầm của Nguyễn Xuân Phúc bị Phạm Minh Chính tận dụng như thế nào. Hầu hết những người ngồi ghế thủ tướng thì nếu hoặc là ở lại chiếc ghế này hoặc lên làm tổng bí thư chứ không phải lên ghế chủ tịch nước. Giữa ghế thủ tướng và ghế chủ tịch nước không ai lại chọn chiếc ghế chủ tịch nước. Nguyễn Xuân Phúc đã nhảy ngang qua chiếc ghế chủ tịch nước thì được xem như là kẻ thua cuộc. Như vậy, câu hỏi là kẻ thua cuộc Nguyễn Xuân Phúc đã thua ai? Tệ hại nhất trong cuộc chiến cung đình là không xác định được đâu là đối thủ chính. Điều đó dễ dẫn tới thua cuộc bởi người ta nói nếu người ta biết trăm trận trăm thắng, biết người không biết ta năm thắng năm thua. Không biết người không biết ta trăm trận trăm bại. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã rơi vào tình huống không biết người không biết ta trăm trận trăm bại. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Quốc Vượng. So với ông Nguyễn Tấn Dũng thì ông Nguyễn Xuân Phúc mới ngồi ghế thủ tướng có một nhiệm kỳ đã rút. Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Phúc không bị tai tiếng về tham nhũng như ông Nguyễn Tấn Dũng. So ra, ông Nguyễn Tấn Dũng đấu đá nội bộ còn giỏi hơn ông Phúc rất nhiều. Ít ra, ông Dũng còn xác định được đối thủ chính của ông là ai. Còn ông Nguyễn Xuân Phúc thì suốt 5 năm không biết đối thủ chính của mình là ai cả. Nên bại là phải. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc đặt mục tiêu ôm chiếc ghế thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa, có lẽ ông đã thành công. Tuy nhiên, ông lại hăng hái muốn nhảy nhòm dậy khỏi chiếc ghế thủ tướng để tranh chiếc ghế tổng bí thư, nên chiếc ghế đầy quyền lực của ông bị người ta đoạt mất. Đây có lẽ là bài học mà ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ không có cơ hội sửa chữa thêm một lần nữa. Vì tham nên thâm cũng là điều mà dư luận đưa ra. Ở trong tứ trụ, tuy chiếc ghế thủ tướng được xếp thứ 3 sau chiếc ghế tổng bí thư và ghế chủ tịch nước, nhưng thực quyền thì ghế thủ tướng có quyền lực đứng vào hàng thứ 2 chỉ sau chiếc ghế tổng bí thư mà thôi. Quyền lực của chiếc ghế thủ tướng đôi khi còn lấn lướt cả quyền lực của chiếc ghế tổng bí thư, mà cụ thể nhất là dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng. Phán đoán khả năng để có thể tự dưỡng sức mình là điều hết sức quan trọng, bởi trong chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn có kẻ thù rình mò để hạ bệ đoạt ghế. Kẻ thù công khai thì dễ thấy, kẻ thù ẩn mình thì làm sao mà đỡ được. Vậy nên phải hết sức sáng suốt, vì mỗi chiếc ghế như vậy, từ bé đến lớn đều có giá khổng lồ của nó. Trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc cứ cố nhắm vào chiếc ghế tổng bí thư mà giành giật với ông Trần Quốc Vượng. Cuối cùng không đề phòng ông Phạm Minh Chính, nên cho dù đánh bật được ông Trần Quốc Vượng thì chiếc ghế tổng bí thư vẫn không giành được, mà ngược lại lại mất chiếc ghế thủ tướng đầy quyền lực đang có trong tay. Tham lắm thì thầm là như vậy. Không lượng được sức mình, không lượng được kẻ thù, nên đành chấp nhận thất thế. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng chưa phải là đối thủ xứng tầm của Nguyễn Xuân Phúc. Thực ra, ông Trần Quốc Vượng chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của Nguyễn Xuân Phúc. Tuy ông Vượng được cất nhắc lên vị trí thường trực ban bí thư, nhưng ông Vượng chưa bao giờ là người đứng đầu một nhóm lợi ích nào cả. Trong khi đó, ông Phúc nắm chính phủ với nhiều quyền lực, có thể điều khiển cả nền kinh tế cả nước. Đối thủ ông Nguyễn Xuân Phúc thực sự chỉ có thể là ông Nguyễn Phú Trọng chứ không phải là ông Trần Quốc Vượng. Đánh ông Trần Quốc Vượng thì liệu có cần thiết hay không cũng là câu hỏi được dư luận đặt ra. Trong ban bí thư, ông Trần Quốc Vượng đứng ở vị trí cao hơn ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên về thực lực thì ông Phạm Minh Chính mới là kẻ đáng gờm khi mà ông ta xây dựng được mối quan hệ tốt với Trung Quốc ngay từ khi còn là bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Rồi trên cương vị trưởng ban tổ chức trung ương, ông Phạm Minh Chính vẫn giữ tốt mối quan hệ đó và đã có chuyến viếng thăm Trung Quốc ở cương vị này. So với người tiền nhiệm của ông là ông Tô Hy Dứa, ông Phạm Minh Chính có mối quan hệ vượt rất xa. Nếu dựa vào vị trí trong ban bí thư mà xác định đối thủ, thì ông Nguyễn Xuân Phúc đã sai lầm. Ông Vượng tuy là sếp của ông Phạm Minh Chính ở ban bí thư, nhưng ông Vượng không mạnh bằng ông Chính. Thực ra, trong quá trình tiến thân trước đó, ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Quốc Vượng đã đi theo hai nhánh khác nhau mà không ai xâm phạm quyền lợi của ai cả. Ông Trần Quốc Vượng thì đi lên theo con đường ban bí thư, còn ông Nguyễn Xuân Phúc thì đi lên theo con đường chính phủ. Nói chung, nước sông không phạm nước giếng, nên hai ông này chẳng có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, đến trước thềm đại hội lần thứ 73 của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi mà ông Trần Quốc Vượng và ông Nguyễn Xuân Phúc đều nhắm vào chiếc ghế tổng bí thư, thì hai ông này xuất hiện mâu thuẫn. Tuy là mâu thuẫn, là đối thủ của nhau, nhưng thực tế, ông Trần Quốc Vượng không phải là đối thủ ngang tầm đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hình ảnh
ông Nguyễn Phú Trọng đã không chịu rời ghế và ở lại nhiệm kỳ thứ 3 làm Tổng Bí Thư, đi ngược lại cả điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã làm cho Nguyễn Xuân Phúc phá sản thảm vọng. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng tự rút lui trong hai nhiệm kỳ Tổng Bí Thư như điều lệ Đảng, mà để lại chiếc ghế chống cho Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Quốc Vượng đấu nhau, thì cửa chắc là Nguyễn Xuân Phúc sẽ thắng. Nhưng ông Phúc đã tính sai. Ông Nguyễn Phú Trọng dù yếu nhưng vẫn tham quyền cố vị, không nhường chiếc ghế cho ai cả. Như vậy, ông Nguyễn Xuân Phúc ứng cử vào ghế Tổng Bí Thư, thì điều đó có nghĩa là chiếc ghế Thủ tướng bị trống. Và đó là cơ hội hiếm hoi để ông Phạm Minh Chính nhảy ngang từ trưởng ban tổ chức Trung ương để giành lấy chiếc ghế quyền lực thứ hai trong đảng này. Ông Phạm Minh Chính tận dụng sai lầm của Nguyễn Xuân Phúc là như thế nào? Khi ông Nguyễn Xuân Phúc đấu với ông Trần Quốc Vượng để giành chiếc ghế ông Trọng, thì giải pháp tốt nhất là ông Trọng phải ngồi lại chiếc ghế và loại ông Vượng, cũng làm phá sản tham vọng của ông Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng mà giữ hai ghế thì cũng không yên với ông Phạm Minh Chính. Ông Phạm Minh Chính cần ông Trọng phải nhả chiếc ghế để chuyển cho Nguyễn Xuân Phúc, qua đó làm cho chiếc ghế trống cho chính ông Phạm Minh Chính ngồi vào ghế Thủ tướng. Đấy là thỏa hiệp hết sức hoàn hảo. Ông Trọng mất chiếc ghế không mấy quyền lực, nhưng xoa dịu được nỗi đau thất bại của Nguyễn Xuân Phúc và cũng làm hài lòng thế lực đang lên Phạm Minh Chính rất thân thiết với Trung Quốc. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng không nhả chiếc ghế Chủ tịch nước, thì có thể nói ông Nguyễn Xuân Phúc đã trắng tay. Như vậy, ông Phạm Minh Chính đóng vai trò vừa là kẻ cướp lại vừa là ân nhân. Ông ta cướp lấy chiếc ghế Thủ tướng của Nguyễn Xuân Phúc, nhưng chính ông ta làm cho ông Phúc được an ổn, ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước, chứ không phải trắng tay về nhà đuổi gà như ông Trần Quốc Vượng. Lấy chiếc ghế quyền lực của Nguyễn Xuân Phúc mà lại là ân nhân của Nguyễn Xuân Phúc, thì có thể nói ông Phạm Minh Chính rất cao tay trong ván bài này. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, kẻ tận dụng cơ hội tốt nhất hiện nay. Đây là sai phạm lớn của Nguyễn Xuân Phúc. Nếu từ đầu ông Phúc không tham gia ghế Tổng Bí Thư, thì đâu có bị đẩy vào tình huống như thế này. Giờ đây, khi đã rời chiếc ghế Thủ tướng, thì thế lực của Nguyễn Xuân Phúc sẽ không đủ mạnh như trước đây nữa. Và trong cuộc đấu đá này, tuy ông Phúc có thắng ông Trần Quốc Vượng, nhưng thua đau Phạm Minh Chính. Đấu đá tại cung đình Đảng Cộng sản Việt Nam rất phức tạp. Kẻ cơ hội thì đầy rẫy, kẻ nịnh bợ cũng nhiều nên rất khó phân biệt thật giả. Đặc biệt những kẻ thầm trầm, ít ồn ào nhưng có những bước đi vững chắc là đáng lo ngại nhất. Từ thời ông Võ Văn Kiệt đến bây giờ, thế ai làm thủ tướng thì cố gắng làm sang nhiệm kỳ thứ hai đều là trong tầm tay. Có lẽ những con người như ông Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng đã không phải xác định nhầm đối thủ như ông Nguyễn Xuân Phúc. Đặc biệt ông Nguyễn Tấn Dũng, nhiệm kỳ đầu ông xem Nông Đức Mạnh là đối thủ. Ở nhiệm kỳ 2, ông xem Nguyễn Phú Trọng là đối thủ. Chính vì vậy, mặc dù là tai tiếng về tham nhũng, ông vẫn ngồi được chiếc ghế thủ tướng đến hết nhiệm kỳ thứ 2, chứ không như Nguyễn Xuân Phúc đã phải ra đi sau một nhiệm kỳ. Thời của ông Phạm Minh Chính từ ngày 4 tháng Giêng, hãng tin nước ngoài cho rằng cuộc đấu tranh cái ghế chóp bù Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiều phần là giữa ông Thủ tướng Quảng Nam Nguyễn Xuân Phúc và ông người Bắc bảo thủ Trần Quốc Vượng. Cũng có thể ông Nguyễn Phú Trọng tuy yếu về sức khỏe kém vẫn cố ở lì thêm một thời gian ngắn nữa. Đây là những thông tin báo chí đã đưa ra trước đó. Được biết cả ông Nguyễn Xuân Phúc 66 tuổi và ông Trần Quốc Vượng 67 tuổi đều quá tuổi nghỉ hưu theo quy định chung về giới hạn tuổi tác ở cấp lãnh đạo trong hệ thống đảng và nhà nước. Để có thể được ở lại, cả hai đều phải được di hạn tuổi theo cái kiểu đặc biệt như Nguyễn Phú Trọng mấy năm trước vẫn là. Tuy nhiên, lúc đó các hãng tin nước ngoài dự đoán chiếc ghế thủ tướng có thể rơi vào tay ông Vương Đình Huệ, 63 tuổi, đương kim Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông này đã từng là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nên có thể hiểu biết về kinh tế, về tài chính, tương đối dễ được lựa chọn. Còn bà Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương rất có thể được đưa lên làm Chủ tịch Quốc hội thay cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân về hưu. Đấy là những gì mà thế giới người ta nhận xét. Họ cũng đã đưa ra thông tin khá chính xác về chính trường Việt Nam, nhưng họ không lường nhân tố Phạm Minh Chính đang nổi lên xoán ngôn của Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, thế giới họ nhìn từ bên ngoài nên họ không nhận ra chính ông Nguyễn Xuân Phúc là người trong cuộc, mà không nhận ra cũng là một thiếu sót rất lớn. Nếu nhận định đúng thời cuộc thì giờ đây ông Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ hai chiếc ghế Chủ tịch nước và ông Tổng Bí Thư Nguyễn Xuân Phúc vẫn giữ chiếc ghế Thủ tướng, còn ghế Chủ tịch Quốc hội hiện để Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ đấu với nhau. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đã thay thế vai trò của Nguyễn Xuân Phúc. Hoặc có thể xảy ra kịch bản thứ hai vẹn toàn hơn,
đó là chiếc ghế Tổng Bí thư ông Trọng vẫn giữ. Ghế Chủ tịch nước là ông Trần Quốc Vượng, ông Nguyễn Xuân Phúc giữ ghế Thủ tướng và chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội ông để cho Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính tranh nhau. Hai kịch bản đó đều tốt hơn thực tế hiện nay, ông Nguyễn Xuân Phúc phải ôm cái chiếc ghế hữu danh vô thực Chủ tịch nước. Chính sai lầm đó mà ông Nguyễn Xuân Phúc đã tự kết thúc thời cực thịnh của mình và chuyển thời đó vào tay Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021 với bản tin Sai lầm của Nguyễn Xuân Phúc bị Phạm Minh Chính tận dụng như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.